Chào mọi người, mình là Sát Bình, đến từ hội sử dụng phần mềm CAD CAM CAE CNC 4CAE. Và trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về lệch block sketch ở trong SolidWorks. Lệch block sketch thì được dùng để khóa các biên dạng các đối tượng sketch lại với nhau để tạo thành một khối mà ta có thể lưu lại và sử dụng lại nhiều lần, hoặc cũng có thể được sử dụng để mô phỏng các cơ cấu phẳng. Chúng ta vào môi trường Path về cách để vào Block Sketch thì ta có thể vào Tool Block xuất thiên thanh Command, một cách mà mình thường sử dụng nhất. Nếu mà các bạn chưa có phần Block Sketch ở bên này thì các bạn ấn vào đây, chuột phải vào thanh Command, sau đó chọn Block, thì đó nó sẽ thể hiện các lệnh ở trong Block Sketch ở đây cho mình. Các bạn có thể di chuyển cái thanh lệnh Block này đến cái vị trí mà các bạn mong muốn. Okay. Để tạo Block Sketch thì đầu tiên ta phải có các đối tượng Sketch đã. Mình có một hình vuông, một hình tròn, một đường thẳng ở đây. Đầu tiên ta có lệnh make block, tạo một block mới, chọn một lệnh, chọn các đối tượng mình muốn tạo block, nó hoàn thành lệnh. Ok, ta đã có một cái block như thế này. Các bạn có thể ràng buộc điểm ở trong block sketch. Ví dụ mình ràng buộc, mình có thể quay như này, các đối tượng này nó đã được khóa lại với nhau. Lệnh thứ hai đó là edit block. Lệnh này dùng để chỉnh sửa block. Các bạn chọn là block muốn chỉnh sửa. Đây, mình chọn block 1. Edit block. Các bạn có thể thay đổi vị trí của những cái như thế này. Sau đó thoát block. Đó, mình sẽ thay đổi cho mình. Khi ấn vào lệnh edit block thì cũng có hai lệnh sáng lên, đó là add remove và review. Add remove thì chúng ta dùng để thêm hoặc là loại bỏ một cái đối tượng mà không mong muốn ở trong block. Đây. Ví dụ mình có một cái đường ở ngoài này, bây giờ mình muốn thêm vào trong block thì ta vào đây, edit, add, remove. Các bạn chọn mà đường chưa có trong block thì nó sẽ thêm. Nếu các bạn chọn vào đường mà đã có trong block thì nó sẽ mất đi, sẽ loại bỏ. Đó. À, giờ nó thành như thế này. Block của chúng ta là cái này. Khi các bạn đã chỉnh sửa xong rồi, tạo được một cái block mong muốn, thì các bạn có thể dùng lệnh save sketch and block để lưu lại block. À, mình phải chọn cái block mà mình muốn đấy đã, mình muốn lưu đã. Lưu. Mình đặt tên đây là đi trên desktop đi. Lui của nó sẽ là lui SolidWorks block. Save. Ok. Đây, mình đã tạo một cái block. Khi các bạn đã có cái block mà sẵn rồi thì các bạn có thể dùng lệnh insert block để thêm vào cái biên dạng, thêm vào bất cứ đâu mà mình muốn sử dụng. Đây. Chọn lệnh. Đây là block đang có sẵn này, là cái block mình đang vẽ này. Browse. Đi vào desktop. Đó. Hai cái block này giống nhau. Các bạn có thể chọn. Thế. Ok.
Lệnh tiếp theo, lệnh if load block thì dùng để phân rã các phân rã block mà mình chọn. Ví dụ bây giờ mình sẽ phân rã cái này đi. Chọn vào lệnh. Chọn vào block, sau đó chọn lệnh. Đó, bây giờ nó không còn là block nữa. Cuối cùng lệnh bang chain thì như tên gọi nó dùng để tạo liên kết giống như dai hay là xích. Thì trước hết để tạo dai xích thì mình cần có bánh bánh dai. Mình sẽ dòng vô. Đây, cái này có thể quay. Cái này có thể quay. À, còn lệnh nữa review ở đây mình quên chưa nói thì lệnh này cũng như gì? Cũng giống như lệnh review ở trong Solid thôi. Nó dùng để làm mới lại. Các bạn chỉnh sửa xong mà nó chưa hiện thì các bạn có thể ấn vào lệnh này. Đây là review tất cả các file, còn review này thì là review ở trong Blobscape thôi. Ok, chọn vào lệnh này. Đây là phần chọn đối tượng, chọn hai quả này. Đó, nó sẽ tạo thành cái đai như này cho mình. Thì đó, thì đây khi mình quay một cái thì cái kia nó cũng quay. Mình có thể đảo chiều để cho hai bánh này quay cùng chiều hơn một chiều. Đó. Đây là chỉnh sửa chiều dài, bởi vì mình khóa đây nên nó khóa 100 ở đây, không chỉnh sửa chiều dài của cái này nữa. Use bell thickness kiểu như độ dày của đai ấy. Thì mình cho 2 thì khoảng cách ở đây sẽ là 2. Okay. Đó là về tất cả các lệnh ở trong phần Blobscape. Một dòng buộc mới ở trong cái block space này đó là có thể ràng buộc hai đối tượng với nhau bằng ràng buộc section, nó cho phép hai đối tượng này có thể di chuyển tương đối với nhau. Đây. Đối tượng này di chuyển với nhau. Mà áp dụng được những lệnh ở trong Blobscape thì ta có thể tạo ra nhiều sản phẩm, ví dụ như là một sản phẩm của nút bắp hiện tại. Đó là một sản phẩm rất đẹp của anh Lê Thanh Hải. Cũng là thành viên của Bob Solidworks khóa 11.
Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem.